Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Đất Việt. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Thưa quý vị thân mến, 24 giờ qua có những thông tin nào đáng chú ý? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật. Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn. Thượng úy công an vừa bị khởi tố, tối đa bao nhiêu năm tù? Bị gắn phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội, tiến sĩ giáo dục phẫn nộ, cầu cứu công an. Hà Nội, cựu trung úy công an thử súng bắn chim làm nam sinh tử vong. Bắt chước video trên TikTok, 4 nam sinh cấp 2 ra cao tốc ném đá vào ô tô. Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn. Kính thưa quý vị, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo online lớn vì đã có những lời vu khống, thóa mạ mình. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, thông qua trang cá nhân của trợ lý, đã thông báo một tin đầy bất ngờ. Bà tuyên bố sẽ khởi kiện hai kênh truyền thông lớn vì đã vu khống mình. Cụ thể, vừa sáng nay, ngày 14 tháng 6, sau khi gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả, bà Hằng cho biết đã chính thức cho luật sư khởi kiện báo điện tử online vì tội vu khống và áp đặt những điều không đúng sự thật về bà. Theo bà, bản thân chưa bao giờ kêu gọi bất kỳ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến của mình. Bà không muốn tổn thương ai. Bản thân tôi chưa bao giờ kêu gọi bất cứ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến với mình. Đó là cái quân tử, cái nghĩa khí của tôi. Nên tôi đã từng tuyên bố, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, tôi không muốn làm tổn thương một ai. Như quý vị cũng biết, tôi không bao giờ sống theo tính cách bày đàn, xúi giục hay kêu gọi bất kỳ ai theo tôi làm một việc gì, trích bài đăng của bà Hằng. Thêm vào đó, bà Hằng hy vọng cơ quan chức năng có thể vào cuộc điều tra lại, trả lại công bằng, chứ không phải như những gì hai tờ báo điện tử kia đã thóa mạ, quy chụp bà và vu khống công ty của mình. Đây là câu chuyện chẳng đặng đừng nhưng nó là sự thật. Tôi cần đòi lại công bằng khi tôi không hề kích động ai hay lôi kéo ai và tôi yêu cầu phải chứng minh cho rõ và đề nghị làm rõ theo tội vu khống, đúng theo bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được biết trước đó, một trong hai báo điện tử mà bà Hằng khởi kiện đã đăng tải hai bài viết nhắc trực tiếp đến bà Hằng. Theo đó, cả hai bài là tập hợp những ý kiến của chuyên gia, luật sư nói về những điều lệch chuẩn trong livestream của bà và các biện pháp xử lý. Đây được xem là nguyên nhân của mọi vấn đề. Thượng úy công an vừa bị khởi tố, tối đa bao nhiêu năm tù? Kính thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc khởi tố Thượng úy Phan Ánh Dương, sinh năm 1988, nguyên cán bộ công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng về tội cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Dương. Theo tài liệu điều tra, ngày 17 tháng 7 năm 2020, tại quán The Coffee House 1102, số 1+3 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ cướp tài sản. Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng: Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1982, trú tại số 201 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân; Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1983, ở số 61/143 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; và Trương Trọng Lĩnh, sinh năm 1988, ở quận Kiến An, về tội cướp tài sản. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 23 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương về tội danh trên. Phân tích về vụ án này, luật sư Ngụy Thành Thắng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức và được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện một trong các hành vi dùng bạo lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, không kể người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản hay không.
Theo quy định của điều luật này, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 18 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, luật sư Thắng chia sẻ. Bị gắn phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội, tiến sĩ giáo dục phẫn nộ, cầu cứu công an. Quý vị thân mến, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho biết, qua một người bạn gửi link, bà phát hiện thêm liên tục trong thời gian gần đây, bà bị giả mạo bài viết lăng mạ, ghép chữ gây sốc trên mạng, rồi chia sẻ vào các nhóm có số lượng thành viên lớn với mục đích câu like. Cụ thể, trong khi vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang gây tranh cãi thì một số trang đăng bài viết, tiến sĩ Vũ Thu Hương không quản được học sinh và lớp học là cô Tuất sai, đừng đổ lỗi cho ai xui khiến học sinh. Thực tế, tiến sĩ Hương cho biết, có hai phóng viên gọi cho tôi, nhưng tôi nói không biết vụ cô Tuất, chỉ có thể trả lời về nguyên tắc trong ngành. Họ hỏi tôi không quản được lớp là do học sinh hay giáo viên. Tôi trả lời, cô giáo được học bài quản lớp trong trường sư phạm. Bất kể ai cũng được học, không quản được không tốt nghiệp được sư phạm. Tuy nhiên một số trang lại giật tít sai lệch hẳn ý của tôi. Khoảng giữa tháng 4, một vụ việc gây rúng động dư luận khi một bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa, Vũng Tàu bị ông hàng xóm hiếp dâm rồi sát hại. Sau đó ngày 21 tháng 4, có trang tin giả đăng bài, tiến sĩ Vũ Thu Hương lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp, bố mẹ không biết dạy con. Nói về những thông tin sai ảnh hưởng tới cá nhân mình, tiến sĩ Hương cho biết, nhiều cư dân mạng vào trang cá nhân của tôi để chửi bới, đe dọa, khiến tôi phải tuyên bố dừng mọi hoạt động báo chí và truyền hình từ ngày 19 tháng 5. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, một số trang tin vẫn tiếp tục đưa tin sai lệch. Đáng ngại hơn, đó lại là những vụ việc không liên quan đến trẻ em và giáo dục, các lĩnh vực mà tiến sĩ Vũ Thu Hương hay đăng đàn phát biểu. Điển hình là vụ chiến sĩ cảnh sát không trợ giúp người dân khi bị cướp tấn công ở Thanh Oai. Tôi càng sốc hơn khi nhìn thấy bản thân mình bị bịa đặt là người phát biểu. Không thể vì một khuyết điểm nhỏ mà kỷ luật đồng chí công an được, bởi vì tôi hoàn toàn không biết vụ việc này, cũng không thấy phóng viên nào hỏi tới. Sao họ lại có thể ngang nhiên gắn chữ vào miệng tôi? Sau khi bị gắn lời đến gần 2 tuần, tôi mới thật sự biết vụ việc chiến sĩ công an đó là gì. Vụ việc này đã gây bức xúc lớn trong dư luận. Đây là một vụ việc không thuộc giáo dục và trẻ em, cũng không có yếu tố tâm lý. Vì thế đương nhiên tôi sẽ không trả lời phỏng vấn ở bất kể báo nào. Bản thân tôi cũng sẽ rất phẫn nộ nếu biết đồng chí công an đó không hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy mà tôi lại được gắn lời phát biểu như đó là một khuyết điểm nhỏ, không thể kỷ luật đồng chí công an, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho biết. Gần đây nhất, trong vụ ồn ào của ca sĩ Phi Nhung, tiến sĩ Vũ Thu Hương cũng bị lôi vào cuộc với tựa đề Tiến sĩ, Phi Nhung giữ tiền của Hồ Văn Cường chẳng có gì sai. Tiến sĩ Vũ Thu Hương khẳng định, tất cả những sự kiện trên tôi đều không phát ngôn và bình luận như thế với bất kỳ báo đài nào. Nói về hậu quả sau những vụ việc bỗng dưng nêu trên, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho biết bà bị thóa mạ, bêu dếu nặng nề trên mạng xã hội. Mặc dù đã vào phản hồi trực tiếp vào những trang tin dẫn link những bài viết giả ấy để khẳng định mình không hề phát ngôn về sự việc, nhưng không nhận được sự hợp tác của người đăng tải bài viết. Tôi chỉ nhận được sự thờ ơ, không ai quan tâm và các bình luận tiếp tục lao vào chửi bới tôi. Tôi có gửi tin nhắn riêng cho các admin, các trang nhưng không thấy phản hồi. Tự nhiên những lời khuyên mà tôi đưa ra khi trả lời báo chí dành cho các cha mẹ trở thành một thứ tào lao, vớ vẩn như những tuyên bố kia. Bạn bè, người quen liên tục hỏi đến và vô cùng bức xúc. Không dừng ở đó, một số cá nhân quá khích đã viết thơ bêu dếu, làm video phản bác trên mạng, đe dọa đến sự an toàn của tôi, thậm chí là con gái tôi, tiến sĩ Hương cho hay. Tiến sĩ Vũ Thu Hương bày tỏ phẫn nộ, những dòng chữ cắt ghép hoàn toàn là vu khống, bịa đặt. Không có một dòng chữ nào trong bài viết cũng như trên tiết bài là của tôi hay có liên quan đến tôi. Điều này cũng ngược với tính cách con người tôi, vốn rất ghét việc đánh giá, dìm hàng cá nhân. Sự bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc này đã gây ảnh hưởng đến công việc tư vấn báo chí của tôi. Các độc giả thực sự tức giận và coi tôi như kẻ điên rồ, ngông cuồng và ngu ngốc.
Sự kích động lên cực điểm khi họ chửi bới, thóa mạ, dọa nạt xiết, hiếp dâm tôi và người thân. Hà Nội, cựu trung úy công an thử súng bắn chim làm nam sinh tử vong. Quý vị thân mến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Tính, sinh năm 1991, cựu trung úy công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội ra xét xử về tội vô ý đoạt mạng người. Cáo trạng xác định, Nguyễn Xuân Tính nhờ Khuất Hữu Thủy, sinh năm 1988, ở Phú Thọ, Hà Nội, mua một khẩu súng hơi, loại có ống ngắm và 3 hộp đạn trì qua mạng Internet với giá 13,5 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Thủy hướng dẫn Tính cách xả hơi, khóa khi có đạn đã lên nòng và đưa nhau ra một khu đất trống để bắn thử. Tính mang khẩu súng trên cùng 3 hộp đạn về nhà mình tại phường Quang Trung, quận Đống Đa. Tính ngồi uống nước cùng một số người bạn trong ngõ ở phố Võ Văn Dũng và đã khoe mới mua được khẩu súng hơi rất đẹp. Bị cáo sau đó về nhà mang súng, đạn ra quán nước cho mọi người xem. Nguyễn Xuân Tính nâng súng, ngắm qua ống ngắm vào bờ tường cách mình khoảng 20m, ngắm khoảng 3-5 giây. Tính bốc cò, nhưng viên đạn bắn trúng anh Nguyễn D.A., sinh năm 1999 ở Quảng Ninh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đang ngồi chờ bạn gái làm việc trong cửa hàng. Anh D.A. kêu lên và gục xuống đất, chảy máu ở mũi và miệng. Thấy vậy, Tính chạy đến kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nam sinh này đã tử vong sau đó. Nguyễn Xuân Tính sau đó đã đến công an quận Đống Đa đầu thú. Với hành vi trên, Nguyễn Xuân Tính bị cơ quan tố tụng cáo buộc phạm tội vô ý đoạt mạng người theo khoản 1 điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Xuân Tính khai nhận Tính ngắm qua ống nhòm nên không nhìn được tán cây ở gần và đã ngắm vào bờ tường cách đó khoảng 20m. Đây là điểm cuối cùng có đèn đường chiếu xuống. Hôm qua bị cáo nhớ là đã tháo cò nên nghĩ khẩu súng không bắn được, Tính trình bày. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đấy là suy nghĩ chủ quan của bị cáo vì anh Thủy trước đó đã hướng dẫn bị cáo cách khóa cò súng. Cũng theo khai nhận của bị cáo, có 3-4 chậu cây cảnh che khuất nên bị cáo không thấy anh DA. Sau khi nạn nhân trúng đạn, bị cáo đã cùng bạn gái anh này đưa nạn nhân vào bệnh viện. Sau xem xét toàn diện nội dung vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định bị cáo Nguyễn Xuân Tính không quen biết, mâu thuẫn với nạn nhân. Hành vi bắn súng như trên là vô ý làm chết người. Từ đó, tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Tính 30 tháng tù giam. Bắt chước video trên TikTok, 4 nam sinh cấp 2 ra cao tốc ném đá vào ô tô. Quý vị thân mến, sau khi xem video trên mạng xã hội TikTok, 4 nam sinh cấp 2 rủ nhau ra cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, ném đá vào xe ô tô. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an huyện Tam Dương cho biết, đơn vị vừa làm rõ việc 4 học sinh cấp 2 có hành động ném đá vào xe ô tô chạy trên đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai trong suốt thời gian vừa qua. Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh VXC, 36 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, về việc khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi lái ô tô trên đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai, thì bị người lạ ném đá làm hỏng kính chắn gió phía trước. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Tam Dương đã tập trung lực lượng, phối hợp công an các xã, thị trấn, nơi có tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai chạy qua để xác minh, làm rõ. Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định vụ việc này do một nhóm học sinh cấp 2 ở địa bàn huyện thực hiện, gồm các em LTT, LTG, NDG và KTT. Đáng chú ý theo vị lãnh đạo này, bước đầu cơ quan công an xác định em LTT là người đầu tiên có ý định thực hiện hành vi nguy hiểm này. Được nghỉ hè ở nhà và có nhiều thời gian rảnh rỗi, T đã mượn điện thoại của bố mẹ vào mạng xã hội TikTok. Khi xem các video trên TikTok, T thấy vui và hứng thú nên rủ các bạn lên đường cao tốc ném đá vào xe ô tô. Đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, nhóm của T đã 6 lần ra cao tốc ném đá vào ô tô. Do các cháu học sinh còn nhỏ tuổi nên lực lượng chức năng chỉ thông báo vụ việc về gia đình, nhà trường để cùng phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ, tránh trường hợp các cháu tiếp tục tái phạm trong thời gian tới, vị lãnh đạo thông tin thêm.